Thưa quý vị, liên tiếp mấy ngày qua ở khu vực miền Trung Tây Nguyên xuất hiện mưa lớn. Tại tỉnh Kon Tum, trận mưa lớn vào sáng sớm nay đã làm ngập sâu nhiều tuyến đường khu vực trung tâm thành phố ở Kon Tum. Thời điểm mưa lớn, các hộ dân ở khu vực đường Thống Nhất thành phố Kon Tum chủ động cảnh báo ở một số đoạn đường bị ngập sâu, ngăn không cho phương tiện giao thông qua lại để giảm nước tràn vào nhà. Thời gian xảy ra mưa lớn là từ 6 đến 7 giờ. Nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Kon Tum bị ngập nước, nhiều hộ dân bị nước tràn vào nhà. Nguyên nhân do mưa lớn, hệ thống thoát nước chậm, gây khó khăn cho phương tiện giao thông, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Còn ở khu vực Đà Nẵng, trưa nay, Đài khí tượng Thủy văn Trung Trung Bộ cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở trên sườn dốc đối với các xã Hòa Ninh, Hòa Bắc, Hòa Liên, Hòa Phú, Hòa Khương, Hòa Phong, Hòa Sơn, Hòa Nhơn, Hòa Tiến, Hòa Phước, Hòa Châu, huyện Hòa Vang và phường Thọ Quang, quận Sơn Trà. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng cục bộ tại các khu đô thị, các vùng trũng thấp, nhất là 33 phường xã. Nguy cơ cao tác động đến các khu dân cư, các cơ sở hạ tầng ở những vùng có độ dốc lớn, sông suối hẹp, ngập úng vùng trũng thấp ở các khu đô thị. Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng vừa đưa ra cảnh báo về lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong 6 giờ qua tại khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mưa vừa, mưa to như Trạm Bơm Vĩnh Hà 68,6mm, Giang Hải là 66,2mm. Cảnh báo trong 6 giờ tới tại tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30-50mm, có nơi trên 80mm. Và cũng trong 6 giờ tới, cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh Thừa Thiên Huế, đặc biệt là tại các huyện Phú Lộc, Nam Đông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy là cấp 1.